Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bể rửa siêu âm kỹ thuật số có model là TOC100, được xuất xứ từ hãng Zicam. Bể rửa siêu âm TOC100 này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực thí nghiệm y tế sinh học, vi sinh học, dược phẩm, nghiên cứu thực phẩm, được sử dụng để làm sạch các tách tế bào trộn mẫu hay phân tán mẫu, các tế bào chế tạo. Bể rửa siêu âm này là với màn hình hiển thị LCD lớn, hiển thị nhiều thông số chức năng như thời gian, nhiệt độ và công suất siêu âm. Đây. TOC100 này của hãng Zicam được trang bị với hai chế độ rửa chuyên dụng là Swift và Digas, ứng dụng cho nhiều mẫu khác nhau. Bể rửa siêu âm này có dung tích chứa là 10 lít, tần số siêu âm là 40.000 Hz, công suất siêu âm là 240W, có thể điều chỉnh mức cài đặt nhiệt độ là từ 60 độ mát là 60 độ C, công suất gia nhiệt là 500W và cài đặt hẹn giờ là từ 1 phút đến 99 phút. Nguồn điện được sử dụng cho bể siêu âm này là 220V trên 50 Hz. Khi mua máy thì chúng ta được cung cấp bao gồm bể điều nhiệt và vỏ chứa mẫu, nắp bể và các phụ kiện tiêu chuẩn. Dây nguồn. Máy này được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty Khang Kiên. Các bạn có nhu cầu mua máy xin vui lòng liên hệ website khangkiên.com.vn hoặc số điện thoại 0902 959 547. Xin chào và hẹn gặp lại.